we sail a little bit high. Câu lấy thảo nha. Và nhân dịp lễ 2 tháng 9 xin chúc bà con dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang đi làm việc, dù ăn tiệc hay đang ở nhà, dù là già hay là trẻ, dù sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là thơm, dù uống bia ôm hay uống trà đá, dù uống thuốc lá hay là không, dù có công hay có tội, dù với lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ, dù bốn lỗ hay bốn đề, dù là hèn hay là sang, nhưng dịp lễ sang xin chúc bà con cầu phước, cầu phước, cầu tài, được tài, trăm năm hạnh phúc và dạng sự như ý. Dạ. Trời ơi, tôi chúc mà tôi hỏi chết luôn. Hay quá trời, anh hành tức bây giờ là anh là chúc rồi, mày là em của anh thì phải chúc một câu thật là ý nghĩa thôi. Ờ, ý chúc hả? Ừ. Ờ, mấy cái này dễ để em chúc. Rồi. Dạ, con xin chúc các bà con một dịp lễ vui. Rồi mày chúc hết chưa? Nói rồi. Rồi ba má mày cho mày ăn học tới lớp 12 mà mày chúc chỉ có một chữ vậy con. Trời anh ơi, cái chữ vui đó là tinh túy, kết tụ là nhiều cái nè, mình ra chữ vui là đủ rồi chứ bộ. Mày chúc nhiều lắm, mày chúc có hai chữ gì kỳ mày. Chúc một chữ đi, chúc nhiều lắm. Chúc nhiều hả? Ừ. Nhân dịp lễ con xin chúc bà con vui nhé. Ê mày thêm được chữ nhé là nhiều rồi hả? Ừ, tự nhiên vậy đó chứ không có nội thì bắt em đi chúc em biết gì đâu. Ờ, bỏ vào những lời chúc nhảm nhí đó đi, bây giờ ông nội đâu rồi? Ông nội ơi. Ủa, ông nội. Ông nội. Ông nội ơi. Ông nội đâu rồi ta? Ông nội ơi. Ủa khoan xí. Ông nào mới đi ngang qua nhà vậy? Cô hồn, con cô hồn. Ủa qua tới tháng 8 còn cô hồn hả? Sót lại đứa. Anh nghĩ không phải cô hồn đâu, coi chừng cô giáo đây. Thôi bây giờ kêu lại ông nội ơi, ai ông nội ơi, có nhà không? Có ma. Mà không phải ma thường đâu, cái này là ma ra tông là nó mới chạy như vậy. Ông nội ơi, ông nội đâu rồi? Đáng lẽ ông nội còn sống đó mà chừng cũng chết rồi. Đứa nào giật tao? Đứa nào giật tao? Dạ chào quý bà con chẳng chào có tay đi bà con. Dạ, trời ơi bà con có mặt không? Bữa vui quá bà con ơi. Ngày hôm nay tôi vui vẻ quá trời người vậy. Ủa còn hai bài lại. Hai đứa bài lạ mà tự nhiên thấn cho con nhà tao được như tao là nói này hả? Con cháu ông nội nè. Con cháu tao. Ừ. Ở đâu ra hai đứa mặt địch này mà kêu là con cháu tao? Trời đất ơi. Ông nội mất trí nhớ rồi sao á? Nó này tên gì? Con tên nữ, con bé nữ nè. Trời ơi, đã là con gái mà đặt tên nữ nữa. Cụ sợ tao biết trái tính mày hả con? Đó, con biết ngay mà cái tên nữ này nó quê mùa nó sến lắm. Bởi vậy con lên Sài Gòn con học ha. Cái con đi đổi tên, con kết hợp một cái tên nước ngoài ráp với cái tên con mới hay. Bây giờ ông nội biết Angela Phương Trinh không? Biết. Đó kết hợp bên tay bên ta. À. Ông nội biết Johnny Chí Nguyễn không? Biết luôn. Bên tay bên ta. À. Vậy là mày là gì nữ? Con là toilet nữ. Hay không? Tao nói xong cái tên tao muốn giả cái bầu tâm sự vô mặt nó ghê vậy đó hả? Chứ sao nghĩ sao tao toilet nữ? Nghe có mùi luôn chết luôn vậy đó hả? Còn thằng trai này tên gì? Thôi tên còn xấu lắm. Trời đất, con có gì đâu, tên của cha mẹ mình đặt ra thôi thì cứ tự hào cho người ta biết là tên gì đi, có gì đâu xấu. Con trai mà tên con nghe nữ tính con ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, nói đi con tên gì, nói cho bà con nghe tên gì. Con tên Nam. Trời ơi, tên Nam là có tên bình thường mà có gì đâu, nghe Nam tính muốn chết. Mà họ đồng nữa. Trời ơi, đã là đồng rồi, là sự cứng cáo rồi, tên Nam có gì đâu con ngại. Đồng tính Nam. Trời. Ủa? Ủa?
tên kỳ cho con, sao tự nhiên mình đặt cái tên cho mình mới thì đẻ ra là quy định giới tính luôn vậy đó hả? Không phải, xưa ba con muốn đẻ ra con là một người đàn ông mạnh mẽ, đặt con là đồng nam tính, phải không? Ừ. Cái lên Facebook nó ngược chữ thành đồng tính nam. Thôi lao, tên tụi bay nó tới nó luôn cũng là những cái tên không có được đẹp. Phải coi tên của tao nè, tên của tao là đẹp ngất trời luôn. Ủa tên ông là gì mà đẹp? Trời ơi, tao tên Tùy. Tên Tùy với đầu đẹp. Tên đẹp không? Đọc họ tên nó thấy nó đẹp. Tên đầy đủ là cái gì? Tên đầy đủ là Công Tàn Tôn Nữ Trịnh Thị Đánh Đu Tàu Đen Lung Linh Cái Bông Lầm Đèn Đỏ Thắm Tươi Tình Bạn Chân Thành Công Mỹ Mãn Xà Tinh Hay Không Thì Tùy. Trời, cái tên gì sao ghi vô chứng minh nhân dân được không nội? Trời được tao không? Tao có chứng minh nhân dân đàng hoàng mày. Đâu, chứng minh không tao nè. Chứng minh tao đó nè, đọc cái tên tao đi. Công ta xấu đắp rồi. Trời đất ơi, cái giấy chứng minh nhân dân như cái giấy xúc có thiệt á. Ông nội bây giờ là lẫn rồi. Không với mày, tao không có lẫn với mày, dừng tao vậy thôi, tao còn minh mẫn lắm mà. Già rồi lẫn rồi thiệt tình luôn á, nó như mà không lẫn làm mấy cái trò này. Đúng rồi đó. Ờ. Em nhớ hồi nhỏ mình hả, lúc mà bây giờ này mình là đang đi ngủ rồi, ông nội cũng phải đi ngủ á, bắt mới. Đúng rồi. Chồng mày này chi biết. Nói bà con nghe chứ, giờ là bây giờ là 4 giờ mấy chiều rồi, bình thường 4 giờ mấy chiều là ông nội em ở mặt ở nhà rồi. Tại sao bây giờ mới về? Tại vì hồi sáng tao đi chợ. Đi chợ rồi đi chợ mà tới chiều mới về. Tại vì kẹt đường nó bị ngập nước nên mới về trễ. Thiệt chứ ngập nước cũng không tới mất mấy tiếng đồng hồ nữa. Nó ngập nhiều lắm con. Ví dụ mình đi ngang cái đường mà Phan Đình Giót nước nó ngập tới gót. Trời. Cái gót mình vẫn đi được nha. Chưa đâu, đi ngang Cầu Bông nước ngập tới mông. Trời. Tới mông cũng đi được nha. Tới phút này hết đi được luôn, đi ngang đường Hai Bà Trưng nước ngập tới lưng. Trời. Tới lưng thì mình bơi ngửa. Phan xí ông nội, ngập đường gì mà ngập nghe phần điệu hề hước dữ vậy. Ờ. Ví dụ đi đường Lý Tự Trọng thì nước ngập tới họng. Trời. Vậy ví dụ nước ngập tới, hay là đi đường Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng tới họng đó không quỷ. Ủa vậy hả? Mày hỏi là đâu đi cha nè. Ví dụ đi đường Nguyễn Hữu Cầu thì nước ngập tới đầu. Em biết cái tên đường này chắc chắn được, không nói được. Ví dụ đi đường Nguyễn Bình Khiêm thì nước ngập đến tim. Trời ơi, ông đang thử đâu hả? Ông nội nhà con quận tư có đường này, con ngập tới đâu? Đường gì? Đường Bới Chân Đồn. Sao mà ngập? Thì nước ngập hết hồn. Vậy là chưa lửng, chưa lửng. Chưa lửng, vậy là còn tỉnh. Còn tỉnh chứ. Đang nhận con là cháu rồi đúng không? Không hề nha. Chính vì tao tỉnh mà không có nhận làm cháu đó, nghĩ sao vậy? Cháu của tôi là phải là một người vô cùng giỏi giang, tri thức tuyệt vời. Chứ khi thơ vô nhận cháu cũng là đâu có được. Chứ giờ sao mới chịu nhận cháu? Bây giờ là trắc nghiệm về tri thức cuộc sống đi. Là sao? Bây giờ tôi hỏi mà trả lời được những câu hỏi của tôi đi, mới là cháu của tôi. Đâu bây giờ đố thử đi. Đơn giản lắm, cái này đơn giản lắm. Hỏi vậy chứ, đèn gì đẹp nhất? Đèn gì đẹp nhất đơn giản? Đèn đường. Sai. Ờ, đèn lông. Sai luôn. Đèn hải đăng. Sai luôn. Chứ đèn gì đẹp nhất? Đèn sâm. Là cái gì? Là đầm sen. Đúng không quý vị? Đầm sen đẹp đúng không quý vị? Quá đẹp luôn, nó mới vô chơi chứ khờ khơi à. Trời lao thiệt chứ. Chứ gì, có gì đâu, mày đi ra rõ nhỏ gái nè. Có vô đầm sen chơi rồi đúng không? Đầm sen này có nhiều cây cầu lắm. Hỏi mày chỉ cứ cầu gì mát nhất? Cầu tre. Trời ơi sai. Cầu khỉ. Chất quớt. Cầu xi măng. Chật lắm. Cái cầu gì? Cầu gia đạo. Là gì? Là cạo da đầu. Cầu lao thì chứ. Không chấp nhận được. Ủa cạo da đầu không mát chứ gì mát? Không mát. Cái cầu cạo thử coi mày mát đi. Cầu cạo thử coi mày mát không? Không. Cầu lao có nhiêu nó cũng không trả lời được nữa. Không phải là con cháu của tôi nha, đừng bao giờ nhận nha. Già mà phanh ngực đồ ha. Đừng bao giờ nhận nha. Thiệt á. Anh không công bằng, anh đố lại. Thôi bây giờ ông đố con, mà giờ cho con đố lại ông đi thử, ông có phải ông nội tôi không? Trời ơi, tao sống tới từng tuổi này mày đố tới cái gì tao cũng biết hết trơn hết trọi á. Bây giờ tôi đố một cô đố về động vật nha. Trời ơi, động vật tao càng am hiểu nữa, nhưng mà chỉ có loài động vật bậc cao có vú là tao không hiểu thôi. À, con nào? Con vợ tao á. Mà không những tao không hiểu nó mà nó rất lẹ nha mày. Ủa sao lẹ? Nó chết trước tao là nó lẹ rồi. Con tào lao vậy? Ừ. Rồi bây giờ đố gì đố, đừng đụng tới con vợ nha. Ok, bây giờ con đố về một con vật này thường trong cuộc sống mình nè. Ừ. Đố ông là có một cái nhà nuôi một con heo với lại một con chó. Tới ngày đám giỗ á, con chó thì nghĩ sẽ làm thịt con heo. Ờ. Con heo thì nghĩ sẽ làm thịt con chó. Ừ. Đố ông nhà đó sẽ làm thịt con nào? Trời đất ơi, thì bây giờ đám giỗ ai đâu mà giết chó để đại đám giỗ. Chắc chắn người ta sẽ giết con heo. Trời
Trời ơi, câu đố khó vậy mà cũng trả lời được hả? Quá đơn giản, giết con heo đúng không? Chúc mừng ông. Trời ơi, có suy nghĩ giống con chó. Mày mất dạy hả mày? Ủa vậy nãy giờ nó chửi tao như chó hả? Mày cười không? Mày cười không? Tao đá cái bây giờ mày cười không? Khen. Không, không có hổn nha, không có chơi như vậy nha. Không, chị tới giờ con đố về con người, không có con vật. Đố về con người hả? Được, về nhân loại tao biết hết, đố đi. Dạ con đố không? Vợ của ông vua Tần Thủy Hoàng đó, ông kêu là gì? Kêu ông vua là gì đó? Kêu bằng chàng. Sai. Kêu bằng tướng quân. Sai luôn. Kêu bằng anh yêu. Sai luôn. Chứ kêu bằng gì? Miệng. Tao bán cho con miệng mày giờ, mày điên hả? Đó, ông đố mẹo thì con cũng đố mẹo được. Thôi 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 thôi, không có chơi đố mẹo này đố nữa. Đố mẹo không ăn mày trả lời cho được. Bây giờ mới chơi đố gì nữa chứ, trời ơi, bây giờ muốn biết là cháu tao là phải thử máu. Ủa tự nhiên thử máu vậy ba? Thử máu văn nghệ. À là ca hát, diễn xuất rồi đúng chứ không? Chứ còn cái gì nữa, phải máu văn nghệ đầy mình là cháu nội của tôi chứ. Diễn sao? Thì bây giờ nè, trình diễn văn nghệ, ca hát, nhảy múa gì đi. Để con ca. Con ca một bài hát, cải lương, hip hop, pha R&B cho con. Là cái gì? Là một cái bài hát hay lắm. Bây giờ bắt nhiệm 1, 2, 3 vô là con ca cho bằng con rác của tay nè. Rồi, ta bắt nhiệm nha. Ok, vô đây chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Mày bị câm hả con? Sao không hát? Vô đâu? À, mày có chữ vô mới được hả? Mày có chữ vô. Rồi, rồi, rồi. Vô. Mẹ ơi, mày thằng này nữa sao mày không hát? 1, 2, 3 đâu? Sao có 1, 2, 3 vô rồi mà. Ê sao mày khó quá con, mày khó quá mày đi sớm quá nha con. Mày có đủ đầy đủ ta mới ca chứ. Rồi nè, 1, 2, 3, vô. Hơi thương ca rồi. Mày điên hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Nãy giờ tao đi ra tao nho nho như một con dồi đi vậy mà mày không hát làm sao hả? Tao ý là bây giờ con ca là phải có người diễn minh họa con mới có hứng con ca. Em cái gì? Bây giờ mày diễn là ông nội cũng phải diễn luôn. Là tao diễn luôn đúng không? Tức là con ca sao phải diễn minh họa y chang là bài hát con. Rồi, đứng cánh gà sát một bên. Rồi, đứng, đứng kéo lên đi. Là tao đứng bên này đúng không? Rồi, đứng bên kia. Đứng bên kia hả? Đứng kia. Rồi, kéo kéo lên nhạc cho con ca nè. Hả? Rồi, kéo kéo sao chưa lên nhạc nữa? Kéo kéo hư loa rồi con ơi. Kéo kéo hư rồi hả? Kéo kéo hư rồi, con chơi nhạc miệng luôn. Bây giờ con chơi nhạc miệng luôn nha, bây giờ ca sau là phải diễn tả rồi nha. Ờ. Bắt đầu còn phải ba nhịp vô nha. 2, 3, vô. Người ơi, quay về đây, về về đây ghé lại, xong rồi đi, đi. Người ơi, xin hãy quay về đây, ghé xong đi miền Bắc. Người ơi, quay về đây, về đây ghé lại, xong rồi đi, đi. Người ơi, xin hãy quay về đây, ghé xong. Người ơi, quay về đây, về đây ghé lại, xong rồi đi. Người ơi, xin hãy quay về đây, ghé xong đi liền. À đây đây đi. Ủa sao chết dữ vậy? Ê mày có thể nào mày hát cái bài nào mày tiễn vô ổng đi luôn được không? Mày đừng có mà về, cho mày tỉnh ổng về, ổng chưa kịp mòn ăn cái gì hết trơn, cái mày tiễn vô ổng rồi. Đây là bài hát lưu luyến. Lưu luyến gì thôi tào lao. Mày hành tao vừa phải thôi. Mày làm một hồi tao như con khùng con điên đây nè. Rồi bây giờ muốn sao? Hát là phải có chủ đề. Chủ đề hiểu không? Giống như bây giờ tao hát là phải hát tam ca tao mới hát chứ tao không hát một người. Ok. Hát hát chung. Nhưng mà hát phải có điều kiện. Điều kiện gì? Thí dụ bây giờ nhỏ này hát. Không, mày hát đi. Thí dụ bây giờ mày hát trước mày hát có một con vật. Thì nhỏ gái phải hát lên hai con vật. Hiểu không? Từng con vật nó sẽ tăng dần theo từng người. Tức là bây giờ ca bài hát trong là bài hát có con thú vật đúng không? Đúng rồi, phải có con thú ở trong đó. Ví dụ con ca một con là tới ông hay tới bé là phải ca hai con đúng không? Đúng rồi, hai con là ba con. Để tôi ca trước. Ca trước nha. Âm nhạc là tôi một bụng. Ok. Có con vật đúng không? Ừ. Tôi ca bài này của ca sĩ Sơn Tùng MTV luôn nè. Đồ, nữ ta. Bài hát nổi tiếng có con vật mà không ai để ý. Ủa có luôn hả? Có, bắt nhịp vô nè. 2, 3, vô. Chị ngay đi. Trước khi môi đưa dưng ta tê hơn. Một con. Ủa? Con nó có con gì trong đó? Con cọp. Con cọp đâu? Chị ngay đi. Trước khi
Môi điêu chân, dừng là cọp đó. Tao dần tôi trong mặt mày nha. Ôi đúng mà ông, ôi đúng rồi. Ê, chơi như vậy đâu có được, tao 12 con giáp là có con dần. Một con. Có một con hơn con chen quá à. Thôi được rồi, tạm chấp nhận. Tới nhỏ con gái. Hai con vật nha, hai con thú trong bài hát nha. Có rồi, mà kìm hát liền. 2, 3, vô. Được về quê hương Sóc Trăng, đã bao ngày dằn mưa dài nắng. Có câu gì trong đó? Đường về quê hương Sóc Trăng, con sóc với con trăng. Trời ơi, được luôn á hả? Ở đây mà ai mà quê Sóc Trăng chắc tự hào về mày lắm đó. Ôi, nghĩ là con có hai con được rồi. Mê lẻo lự quá. Tới ông nhà ba con. Ba con đúng không? Ba con. Ba thương con quá. Thì ba con. Tù lao ba con là ba thương. Để nè, ba thương con thì con giống mẹ nữa. Có thằng cha, có đứa con, có con mẹ, ba con. Thôi, cái đó không phải là con vợt. Ủa là quái động vật đó hả? Động vật. Động vật bậc thấp đó hả? Đúng. Trời ơi, để tao coi, tao suy nghĩ nha. Thôi, đâu có nghĩ ra được đâu, vậy thua rồi. Thôi đi về, không nhận ông nội đó anh ơi. Không có chơi gì được nha mày, từ từ để tao suy nghĩ nha. Tao có bài rồi. Ba con nha. Rồi, ba con vợt nha. Đừng điên vào lời ông bướm, đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu. Thắng mới có hai con. Có ba con nha mày. Ca lại. Đừng điên vào lời ông bướm. Có ba con bướm. Đó là hố sâu còn sầu. Nguyên một con sâu của tao trong cái hố nha mày. Con sâu có lông nha mẹ, nó búng với mẹ mày đó rồi. Mày dám chơi với tao à? Ôi chị gì em quá. Chứ sao? Trời ơi, nãy giờ tôi phải tới dán tao ăn dán lại, có gì đâu. Thôi không chơi nữa đâu, bây giờ là cháu á, bây giờ tôi không tin gì về. Thôi nè, đáng lẽ là tao tin đó, nhưng mà cũng tại tôi bay. Tao không bao giờ chấp nhận tôi bay giống như vậy được, hiểu không? Biết bao lâu rồi hai đứa bay mới về đây thăm nội. Biết bao lâu rồi, hiểu không? Mấy năm trời nội ở nhà có một mình là nhờ á, chờ con, chờ cháu, chờ chắc, chờ chiếc về đây thăm nội mà không có nào về là sao? Ba mẹ con không dắt tụi con về đây là có lý do chính đáng. Lý do gì mà chính đáng? Quên. Trời đất ơi trời. Một người chứ có một cha, một mẹ, một gia đình là quên như thế nào hả con? Xin lỗi, bây giờ con về thăm bà nội. Nói chứ ba mẹ con đang chạy xe về. Nói như vậy thì tao chịu à. Bây giờ về đây, gia đình là phải đầy đủ xương dày mới đi chơi đồng xe ăn được. Chứ chơi đồng xe có mình tao chơi. Đúng rồi. Hiểu không? Bây giờ tao không cần biết hai đứa nhỏ, chắc ông nội đẩy cho băng năng liền. Lẹ. Đi nha. Thấy mặt hoang ở đây bà con cô bác ấy dừng bà con. Mình phải chúc bà con chào bà con ấy đi. Ok. Dạ trước khi em chơi đồng xe, xin cảm ơn quý bà con đã ngồi đây xem tụi em diễn tiểu phẩm về thăm nội. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con ngày lễ vui vẻ nhãn. Cảm ơn. Mang đến rất là nhiều những tiếng cười gửi đến tất cả quý vị trong tiểu phẩm hai của đôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Dạ, chúng ta để thu giấy chứng minh nhân dân này là. Dạ, còn cái cùi giấy chứng minh nhân dân của em. Phải thấy là luôn hả? Dạ, ông nội em ý thức là không có khả năng. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, em đi chơi đồng xe quý vị ơi. Cảm ơn Huỳnh Lập, cảm ơn quý vị.